Hôm nay chỉ tiêu của mình lên được nhiều nhiều một tí, bắt đầu mình chơi anh em ơi. Rồi, bắt đầu tổng ra nào. Bún 1 này, bé lẻ. Bé bún 1 này, bé lẻ. Như anh em thấy khởi đầu khá là cân bằng cho mọi cái đúng không? Rồi ok, làm tay đi. Tay mỗi tay 100k đi anh em ạ, mình giải 4 ô. Rất nhiều anh em chơi cứ sao cứ giải phải chọn 1 ô, 2 ô nhỉ. Các bạn chơi đồng nếu 4 ô nào, được ăn cả ngã về không nào. Người ta vẫn có câu, có chí làm quan, có gan thì làm giàu, thế thôi. Anh em cứ phải lựa 1-2 ô độc thủ làm gì, giải 4 ô như mình này. Được thì được, nhiều nhiều, không được thì thôi. Vẫn lựa tay nữa, tiếp tục này anh em ơi, 100k anh em nhá. Cứ đi đầy 100k thôi anh em ạ. Cứ mỗi ô mà mình đi 100k thì là hợp lý. Chơi vậy thì nó cân bằng hơn. Tỷ lệ được thì nó sẽ được ổn hơn. Đó, nhưng mà tỷ lệ đi nó cũng đi nhiều hơn. Vẫn là bài này. Rồi ok, cái này thì mình vẫn được khoảng tầm là mấy ô, lại được 1.452.000. Rồi tay này mình lại đi nhỏ xuống một tí, ngồi chút phải đi nhỏ lại tí, mình đi 50k thôi anh em nhá. Thế nên là chơi gì thế anh em, lựa lựa đi mỗi trò một khác anh em ơi, không phải trò nào anh em cũng đi tất cả được. Mà không phải trò nào cũng có thể đi 1-2 ô. Này mày mất 1.600.000 khá đau anh em ạ. Vẫn tiếp tục anh em ạ, cược tiếp đi. Lên 50k đây anh em ơi. Khả năng tay này 48, 49 là ok, họ ra rồi thì mình có thể đi 100k được hợp lý này. Đến tiếp tục anh em nhá. 42 này, 49 này. Rồi ok, 2 ô 49 luôn anh em ạ, tuyệt vời. Lại làm được 1.346.000. Vẫn tiếp tục thôi anh em ơi, vẫn tiếp tục thôi anh em ơi. Cái này thì mình vẫn giải 100k anh em nhé. Cứ đi đều này cho mình anh em ạ. Nhiều bạn, mình có đọc một cái comment của bạn kia, mình bạn bảo là giải mỗi ô đều như thế này, công nhận là cũng ăn thật. Nhưng mà tỷ lệ nhìn không biết cầu nó về bên nào, nó về bên nào mình có thể đi. Đây thì anh em có thể nhìn vào cái lịch sử cầu đây. Đó. Hiện tại thì anh em nhìn thua này về thắng này. Thế tỷ lệ gọi như là gần như là 50-50. Thế nên là anh em đừng có ngại gì vấn đề là đi 4 ô. Anh em đừng có lên đi 1 ô nhé. 1-2 ô nhé. Đó. Tất nhiên là thua thì nó sẽ thua khá là nhiều. Nhưng mà anh em có tưởng tượng là anh em chơi dăm đom. Anh em tưởng tượng như này nhá. 1 ô anh em solo thì gọi là 50-50. Nhưng mà anh em tưởng tượng là 4 ô thì nó sẽ là tỷ lệ là 4-1. Đó. Tỷ lệ là 4 ô so 1 ô. Đó. Thì nó sẽ có tăng tỷ lệ thắng hơn. Giả dụ nhiều lúc bun này là bun là 10 điểm đấy anh em ơi. Mà những cái bài này là bài 1 điểm. Nó gánh gần như là 90%. Mà nó còn ngược dòng còn thắng nữa cơ anh em ạ. Đó. Thế nên là anh em không phải soãn vì vấn đề này là đi 4 ô hay như nào cả. Cứ giải tiếp anh em ơi. Kéo lên tí nữa là ngon lành nào. Lên tiếp tục nào. 44 này. Bài này 46 này. Hai lần này. Đó. Thì bây giờ giả dụ nhé. Anh em thấy không? 44 này. Hai ô này thua đúng không? 1-46, 1-44 thôi. Nó có lời lại một tí cho mình ngay. Có cái gì đâu mà anh em. Anh em thế nên anh em không phải rén cả. Cứ giải là giải 4 ô. Đừng giải độc thủ 1-2 ô anh em nhá. Đó. Nhiều khi một ô thắng nó gánh 3 ô còn lại cơ. Thế nó mới hay chứ nè. Rồi ok. 43, 43, 48. Rồi ok. Lên cộng tiếp 1.258.000. Vẫn cứ giải tiếp anh em ơi. Vẫn cứ giải tiếp thôi. Chọn mình thì hay chỉ anh em là chọn những trò chơi nào cho nó ổn áp. Chứ không chơi kiểu là tỷ lệ thua của anh em nhiều quá. Tỷ lệ thua nhiều quá thì tất nhiên là anh em mất mát cũng nhiều. Đấy là cũng thành ra không được thì thành ra dở ra. Như ô này này, 3 ô bài lẻ này, nhưng mà mình 45 này. 45 thì mất 115.000 thôi anh em ạ. Đó. Một cái 45 này nó gánh 3 ô còn lại. Đó. Chỉ cần một cái cầu đấy mà anh em hòa ta một cầu khác là anh em có thể tỷ lệ thắng của anh em cao hơn. Thế anh em chơi nó sẽ ok hơn rất nhiều anh em nhé. Đây như tay này thì mình mất 4 ô này. Thì nó cũng đúng thôi anh em ạ. Mình ăn liên tục bao nhiêu tay thì bây giờ tay này thì mình bị mất lại 1 ô không sao cả.
Nhưng với quan điểm của mình, khi mà anh em ra khoảng tầm là buôn 8, 3 đô, bên này buôn 8, buôn 9 thì mình có thể là mình đi vào được hợp lý này anh em ơi. Vẫn tiếp tục anh em nhá. Buôn 5 này, buôn 3 này, buôn 6 này, buôn 9 này. Rồi ok, thắng 3 ô luôn. Làm lại 1 triệu 9 anh em ạ. Rồi ok, nó trả ngược lại là chuyện bình thường thôi anh em ơi. Đó, thua 2 dãy, bây giờ nó kéo lại 1 dãy này. Khả năng tay này, ô này vẫn cứ tăng một lần nữa. Nếu mà đi nhỏ lẻ lại thì mình lên đi vào những cái ô lần sau. Đấy, ô này thì vẫn đi được này, vẫn có khả năng đi được này. Buôn 8 à, càng đấy nhờ, vừa nãy buôn 8 ra, buôn 9 ra đôi lần rồi, bây giờ nó lại làm phát như này nữa nhờ. Thôi chát anh em ơi, không sao, vẫn cứ tiếp tục thôi anh em ạ. Kiếm lên đôi chút, 5M trong này bây giờ lại vào được mấy tay, bây giờ lại xuống còn 5 triệu 9 à, không lẽ xui dễ ta. Lên tiếp tục nào. Buôn 7 à, càng nha, buôn 7 à, thắng được một ô, thua mất 3 ô, hơi xui anh em ạ. Giải tiếp anh em ơi. Nó thắng tầm 1-2 ô rồi, bắt đầu lại trả lại cái vòng cầu cho mình ngay thôi mà anh em. Anh em nhìn thấy này, thua liên tục này. Lên nào. Ok, tổng kết. Bùn 3 này, bùn 6 này. Rồi nó lại trả lại vòng lại cho mình rồi, 2 ô rồi. Mình lại lời tầm 661k. vẫn cứ là bay thôi anh em ạ, vẫn cứ là bay thôi. Hôm nay khả năng kéo lên khoảng tầm là 10M thì dừng thôi anh em ạ. Lên nào. Vẫn cứ là bay. Tiếp tục. Ôi ơi, phát này căng rồi. Ui đấy, hai phát bun 10 anh em ạ, hai phát bun 10 nó gánh lại cho mình hai ô này ngay anh em ạ. Phát này không đi nhiều mới là lạ đây anh em ơi, phát này không đi nhiều mới là lạ đây anh em ạ. Mình giải hơi nhiều đáng ra phải là 150k 3 ô này. Đó, 150k 3 ô này, đi như vậy mới đúng này. Buôn 8 này. À, mà được phát bảy lẻ mà mình buôn 8 có một lần anh em ạ. Vẫn tiếp tục cứ là giải thôi anh em nhá, vẫn cứ tiếp tục cứ là giải. Phát này thì lại thắng khá cao, những tay này mà anh em không lên vào thì hơi phí đấy anh em ạ. Rồi ok, 170 lên nào. Không vào mới là lạ đấy. Đấy, tại sao không vào những tay như này nhỉ? Đổ mẹ bài lẻ kìa. Thắng nhạt thế nhỉ? Thắng nhạt thế nhỉ? Vẫn tiếp tục thôi anh em ạ, vẫn tiếp tục thôi. Rồi ok, được cái ván ngon mà con bài lẻ buôn 1 này hơi bị xui anh em ạ. Rồi, được cái này dừng luôn đi cho rồi này. Bùn 1 này, ui dồi ôi. À, bùn 1, bùn 4 mà lom dom thế nhỉ. Ôi kia không tầm vài triệu thì dừng được rồi anh em ạ. Lên một tay này anh nhỉ, một tay này nữa đi. Ok, tay cuối này. Lốt tay cuối dừng. Bùn 6 này, bùn 8 này, bùn 9 này, mình vẫn bảo rồi mà. Tốt tay này dừng là hợp lý anh em ạ. Rồi ok, nó phải thế cho anh em. Kết thúc nó đẹp đẽ anh em ạ. Rồi, làm phát hôm nay là cũng ổn anh em ạ. Ok. Rồi, video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.